Là khách mời hiền nhất của tập 4 Ơn Giời Cậu Đây Rồi và gặp phải trưởng phòng Trường Giang lắm chiêu, Mai Hồ bị Trường Giang ấn định làm một cô nàng đang mê Như Thái và có tình ý với mình. Vì luật lệ của võ đường, Trường Giang ra sức đầy đọa để tự yêu Mai Hồ để che mắt thiên hạ. Phát hiện Mai Hồ mang quốc hiệu, Trường Giang thẳng tay lột giày và vứt thẳng xuống sàn khiến cô sót của. Nam trưởng phòng còn liên tục so sánh, cho rằng Mai Hồ chỉ lo yêu đương chứ không nghiêm túc bằng bạn đồng môn Lâm Vĩ Dạ. Thậm chí Trường Giang còn bắt hai nữ diễn viên so găng ngay trên sân khấu. Trong khi Lâm Vĩ Dạ khởi động bằng cách uốn éo, Mai Hồ đã lợi dụng sơ hở để hạ gục đối thủ. Khi Trường Giang gỗ trách Mai Hồ, học võ để phòng thân chứ không phải để đánh mũi sữa của bạn. Nghe thế Lâm Vĩ Dạ trả treo, Nhã Phương mới sửa mũi thì bị Trường Giang đánh. Chưa dừng lại, Trường Giang tiếp tục mắng nhiếc Mai Hồ vì võ công yếu kém. Sư phụ 10 khó khiến nữ khách mời bất ngờ khi công bố chân dung sexy của Trấn Thành, Harry Won, hai đồ đệ ưu tú nhất của mình. Để trừng phạt Mai Hồ, Trường Giang ép cô phải hát Anh Cứ Đi Đi trong lúc Lâm Vĩ Dạ cầm hình Harry Won vây quanh. Điều đặc biệt là Mai Hồ thuộc quanh vách bản hit của Harry Won. Khi Lâm Vĩ Dạ vắng mặt cũng là lúc Trường Giang xuồng xả với Mai Hồ. Không kìm lòng, Trường Giang cảnh cáo, đừng dùng nụ cười để che lấp tất cả. Bất ngờ bị Trường Giang vồ vập, Mai Hồ hoảng sợ tìm cách bỏ trốn nhưng không được. Cô bị bạn trai Nhã Phương liên tục ôm hôn và gửi lời cầu hôn, mong muốn xây dựng một mái ấm gia đình. Trường Giang thổ lộ, anh muốn lấy em để các con mình sau này biết đánh lộn. Tình cảm đang nồng thắm thì Mạc Văn Khoa xuất hiện và tố Mai Hồ là người phụ nữ bắt cá hai tay. Giữa Như Thái và boxing, Mai Hồ đã quyết định về với Như Thái Trường Giang. Giám khảo Hoài Linh nhận xét, Trường Giang đã ép Mai Hồ một cách quá đáng và khiến cô khó xử vì hàng loạt các pha châm chọc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!